Ở bên Việt Nam của mình á, các bạn cái phòng tắm á, cái chỗ cái toilet á, các bạn thường thường các bạn để luôn tường luôn, nó không có cái màn che. Khi mà mình tắm á, nước cái giò sen này nè, nó dâng xuống. Các bạn không có làm cái màn che này. Đó, với một cái bửng để ngăn ngăn nước ra. Thì để Quốc nói ví dụ cho các bạn ở bên Việt Nam hiểu là ở bên Việt Nam á, cũng Quốc đi nhiều nơi cũng có một số ít người ta làm cái mô hình giống như vậy, nhưng mà Quốc nghĩ những cái gia đình này là người ta có bà con Việt kiều ở nước ngoài, còn phần đại đa số á, các bạn không có cái bửng cản nước này. Đâm ra đó, khi mà các bạn vào tắm á, là nước cái hạ nó lan tràn ra tứ tung hết đó. Đối với các bạn thì các bạn thấy nó bình thường phải không, nhưng mà đối với cái người nước ngoài á, là người ta thấy nó không có chuyên nghiệp. Quốc nói ví dụ đi, các bạn muốn làm dịch vụ cho thuê phòng trọ Airbnb, cho thuê app á, mà nếu mà các bạn xây được cái kiểu cách như vậy á, thì người nước ngoài người ta chấm cho các bạn điểm cao, phê bình comment cho các bạn 5 sao, mà có nhiều cái bathroom nó tắm á, nước nó không có che, cho nên nó chảy ra bên tứ xứ á. Bây giờ để Quốc nói ví dụ các bạn nhìn là các bạn hiểu Quốc ý muốn muốn biết ý của Quốc muốn nói gì. Ok, các bạn thấy đó, cái giò sen khi mà mình xả nước xuống phải không, thì á, nước á, nó xuống cái nền này nè phải không, là nó sẽ, nếu mà trong lúc mình đứng tắm lâu quá là nó sẽ chảy tứ tung quá, mà thậm chí ra ngoài cái cửa luôn các bạn, ra cái cửa 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 chính ở đây luôn nè. Nếu mà các bạn làm cái bẩn đó là nó ra cái cửa chính này luôn, nước á nó chảy ra ngoài đó luôn. Cho nên á, các bạn ở bên Việt Nam chịu khó xây một cái bẩn như vậy, cái bẩn này nè đó, để khi nước á, nước nó chảy nó lòn ra đây nè, nó có cái bửng này nó cản nước lại đó. Và đồng thời á, khi mà các bạn vào mà các bạn xả nước tắm á, phải không, thì các bạn nên kiếm một cái cây như thế này đó, xong rồi các bạn làm một cái màn che lại, các bạn hiểu không, che lại. Thì trong lúc mà các bạn đứng tắm á, thì nước á, nó bị cái màn này với cái bẩn ở dưới này nó che lại hết, thì nước á, nó không có lỏng ra ngoài, vòng 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 ra ngoài tới cái cửa cái luôn đó. Rồi một cái nữa đó, hiện bây giờ ở Việt Nam á, nội thất á, các bạn người ta có bán những cái đồ giống như cái này nè, mình có thể mình đi ra mình mua mấy cái chỗ nội thất ở bên Việt Nam bán đó, về mình làm treo khi mình vô mình tắm á, mình treo khăn treo quần áo đồ. Việt Nam mình thì kiểu như thấy cái gì cũng kiểu như đơn giản đại khái, không cần lắm không cần lắm, đâm ra nó không có chuyên nghiệp đó. Ở Sài Gòn cũng có một số Trung Quốc đi nhiều nơi cũng có một số người ta cũng có cái màn che nước cũng cũng làm giống cái cách này nè đó.